Hãy xin trân trọng kính chào quý khán giả của Vicao TV và Vicao Radio ngày hôm nay. Chào đón quý vị đến với chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay cùng với luật sư Từ Huy Hoàng, một vị khách hàng rất là thân thương. Chào luật sư. Kính chào quý vị khán giả cũng như chào anh Lê. Dạ thưa vâng và thưa quý vị, ngày hôm nay chắc có lẽ trong chúng ta ai cũng một lần trong cuộc đời cũng sẽ cần tới sự giúp đỡ của những người luật sư. Hành Lê nói vậy không biết có đúng hay không, nhưng mà có lẽ rằng là trong cuộc sống của chúng ta lúc nào có một giây phút nào đó mình sẽ nghĩ về cái sự giúp đỡ của một vị luật sư nào đó để mà giúp cho cái công việc cuộc sống của mình. Có thể là mình không xiết cái sự giúp đỡ đó, nhưng mà Hành Lê nghĩ rằng có lẽ là mình cũng có thể đã suy nghĩ về và nghĩ tới. Và vì cái cuộc sống này thì không có ai expect được cái chuyện gì trước mắt hết, cho nên là chúng ta đều sẽ phải có những cái suy nghĩ đó. Nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị, đặc biệt luật sư Từ Huy Hoàng đến với cái chương trình này để mà giúp cho chúng ta hiểu thêm về luật pháp. Và dĩ nhiên luật sư Từ Huy Hoàng đã có rất nhiều năm kinh nghiệm. Bây giờ thì chắc có lẽ là với những quý vị nào mà chưa biết về luật sư Từ Huy Hoàng thì luật sư Từ Huy Hoàng take care rất là nhiều những cái case trong cộng đồng Việt Nam và rất là thành công. Mời luật sư nói một chút xíu về những cái thành công của mình trong những thời gian qua, thưa luật sư. Dạ vâng, thì nếu mà nói về thành công thời gian qua nó nhiều lắm, nó dài, nên cũng nôm na là chúng tôi đã hành nghề 20 năm. Chúng tôi đã đại diện những cái hồ sơ vụ án mà coi như là với tầm vóc khá lớn trong cộng đồng và cũng đã giải quyết cho các thân chủ rất là mỹ mãn. Chúng tôi cũng đại diện về những cái hồ sơ mà về accident, tai nạn mà thương tích trầm trọng đó, thì chúng tôi cũng đã đạt được một con số rất là cao về vấn đề settlement cho người thân chủ. Về vấn đề đó trên 20 năm nay. Và đặc biệt là chúng tôi cũng làm về tất cả những chương trình di dân, di trú để giúp cho các community của chúng ta, người Việt chúng ta. Mới đây văn phòng cũng mới dọn về một cái location mới. Tại chắc quý vị cũng biết cái địa điểm đó là Bosa Mini Mall, là rất là nổi tiếng trong cộng đồng chúng ta, ngay chỗ Tiệm ăn Thành Mỹ. Thì văn phòng ở ngay trên lầu 2. Quý vị trong cái tháng này cần tư vấn thì chúng tôi sẽ hoàn toàn free consultation cho quý vị. Quý vị ghé qua văn phòng. Free consultation nha quý vị nha. Có rất là nhiều việc mà lại nghĩ rằng nhất là những người mà làm về business thì lúc nào cũng có những cái điều để mà cần tư vấn. Thành thử ra mọi chi tiết quý vị cứ gọi về cái số điện thoại của luật sư Từ Huy Hoàng trong một chút lát nữa đây, thì chúng tôi sẽ để cái số điện thoại của luật sư Từ Huy Hoàng để mà quý vị đó, thì để cho quý vị có thể liên lạc trực tiếp với luật sư Từ Huy Hoàng. Nhưng trong chương trình này ngày hôm nay thì đây cũng là một trong những cái chương trình trở lại cùng với luật sư Từ Huy Hoàng, cho nên những quý vị nào mà chưa có biết cái giờ của chúng tôi thì hy vọng rằng là mỗi ngày thứ tư từ 5 giờ cho tới 6 giờ thì chúng tôi sẽ có cái chương trình cùng với luật sư Từ Huy Hoàng. Một lần nữa thì biết là luật sư Từ Huy Hoàng trở lại và mạnh mẽ hơn và mở một cái văn phòng rất là lớn cũng như là ngay trung tâm của Little Sài Gòn của chúng ta luôn, thì chúc mừng luật sư Từ Huy Hoàng rất là có một cái văn phòng mới và sẽ bắt đầu grand opening vào ngày 30 phải không? Dạ, đúng thưa, ạ. Thưa 30 tháng 9 đây. Dạ và 30 tháng 9 thì trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì chúng tôi cố gắng là chỉ gửi đến cho quý vị một vài những cái thông tin nho nhỏ thôi, nhưng mà trong những cái chương trình sau thì chúng tôi sẽ đi chi tiết vào mỗi cái đề tài để mà quý vị có thể đặt được những câu hỏi đến với luật sư Từ Huy Hoàng, và chắc chắn là quý vị sẽ rất là hài lòng với những cái điều mà luật sư giải thích cho mình. Bởi vì thưa quý vị, anh Lê biết là luật sư đã khá lâu năm trong nghề rồi, cũng như là trong cái địa ốc mà anh Lê làm thì anh Lê cũng là khá lâu năm trong cái việc mà làm về mortgage. Thành thử ra là thưa quý vị, hy vọng rằng chương trình này sẽ đem được thật nhiều bổ ích đến cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Một cái điều mà trước khi chúng ta vào show ngày hôm nay thưa luật sư, đó là trong cái thời gian vừa qua nghĩ là cái tình trạng gọi là trộm cướp nó tràn gian hết ở miền Nam, miền Bắc California. Nếu mà luật sư đi đâu cũng nghe lâu lâu là sẽ có một chỗ bị trộm hoặc là những cái vấn đề đó xảy ra trong cái cộng đồng của mình. Thì một trong những cái dự luật mà đã ra mà nói về là nếu mà cái người đi ăn trộm của mình trên 950 đô la thì sẽ như thế nào, và nhiều hơn 950 đô la thì sẽ như thế nào, thưa quý vị, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và người ta
cảm thấy không có yên tâm về cái dự luật này. Thành thử ra hôm nay Hành Lê sẽ nhờ luật sư Từ Huy Hoàng giải thích thêm về cái dự luật này để cho chúng ta hiểu được là mình có thể làm được gì với cái người mà đi ăn trộm của mình, hoặc là những cái người đi ăn trộm đó mà cần sự giúp đỡ của luật sư thì sẽ như thế nào. Thì Hành Lê mời luật sư bắt đầu cho cái chương trình này hôm nay. Trước hết Hành Lê, những cái câu hỏi mà những cái người mà quan tâm về cái vấn đề này là thường thường mấy cái câu hỏi của họ là cái gì mà họ quan tâm nhất? Dạ, Hành Lê nghĩ rằng là nhiều người họ cho rằng là nếu mà một người vào trong cái cửa tiệm của mình ăn trộm mà khoảng 950 đô la thì mình không có stop được họ, là mình có thể let họ go và họ không có bị một cái giống như là bắt bớ hay là luật đi vào tòa, đi vào tù, ví dụ như vậy. Thì luật sư có thể clarify những cái vấn đề đó. Nhiều người rất là sợ là cái người đó vô lấy dưới 950 đồng và cái việc đi. Dạ vâng. Mà không có một cái vấn đề gì dính líu với họ hết. Dạ. Okay. Tôi là một luật sư đã từng đại diện về vấn đề hình sự và những cái chuyện đã xảy ra, ví dụ như petty theft cũng giống như là grand theft, nghĩa là đại hình, về những cái ví dụ như ăn cắp hay là trong siêu thị, hoặc là ví dụ Macy, hoặc là bất cứ một cái cơ sở nào của người Mỹ cũng như người Việt chúng ta. Thì khi xưa đó, trước 2014 á, thì là nếu mà đi vào quảng cấp vậy với ý đồ intent để mà ăn cắp đồ, larceny, nghĩa là lấy đồ của một người đó mà cái số tiền nó trên 400 thì là nó là felony, là đại hình. Thì trước hết chúng ta phải biết đại hình là gì. Đại hình là một cái tội hình sự mà có thể ở tù 3 năm trở lên. Dạ vâng. Đó là đại hình. Thì và cái có đó thể là bị trục xuất nếu mình không có nếu mà không có quốc tịch mà có thẻ xanh. Dạ thì vâng. Nó sẽ nằm vào cái vấn đề trục xuất nếu đại hình. Dạ vâng. Nghĩa là sẽ đưa ra tòa án trục xuất và vì cái tội nằm trong vấn đề đại hình là bị trục xuất. Dạ đó. Vâng. Dạ. Thì trước đó là như vậy. Thì ví dụ như chuyện nó xảy ra thì mình cũng bị kêu cảnh sát. Dạ. Rồi cảnh sát tới bắt, hoặc là mình có nhân viên, mà phải là nhân viên, ví dụ như là chỗ của Hoa hậu Hạnh Lê. Dạ. Có người vô tự nhiên lấy đồ. Dạ. Right. Thì mình làm sao? Mình ví dụ như những nhân viên bán hàng này kia, mình không nên xài họ để mà dừng cái người đó lại. Dạ vâng. Tại vì cái người đó bị thương sẽ kiện ngược lại mình. Cái điều đó rất là hay thưa luật sư. Cảm ơn luật sư. Dạ. Ví dụ như người, một cái cô đó đứng bán hàng mình nói, trời ơi, rước theo nó, lấy lại cái người đó rượt theo cái bị một cái gì á, là nguyên một cái gia đình ăn quà đó. Dạ. Họ sẽ kịp. Dạ vâng. Đúng giờ thì bởi vậy thôi, đừng nói nhân viên mình làm chuyện đó. No. Dạ. Nhưng nếu mình có security, mình có mướn security guard thì yes. Dạ vâng. Tại vì security guard thì họ có bảo hiểm, họ có bond, họ có này kia, thì cái job của họ là bảo vệ thì họ mới làm được. Yeah. Nghĩa là cái luật trong đó đừng có kêu non-security employee mà làm mấy chuyện đó. Yeah. Bởi vậy nên có nhiều người nói, ủa, ví dụ như San Francisco, người đó vô cửa hàng lấy hàng mỹ phẩm, lấy rùm lum hết, mà thấy mọi người nhân viên có đứng dậy rồi quay cái phim thôi. Yeah. Thì tại sao? Họ là non-security employee, không có nên đụng vô. Yeah. Nếu mà họ đụng vô bị thương, cái gì họ lại quay kiện người chủ. Yeah. Thì đó, nó là vậy. Rồi, vâng, còn tiền mất tật mang nữa phải không? Đúng vậy, nghĩa là đủ thứ, vừa mất vừa bị nhức đầu vừa nhân viên kiện tụng đủ thứ. Cho nên người chủ nào mà nghe cái câu chuyện này của luật sư Từ Huy Hoàng thì nhớ đừng có nói nhân viên mình là đi đúng rồi, dừng sự lại, thật, bắt bây giờ họ lấy 950, nhưng mà chúng ta có cái bảo hiểm của cái công ty, nó sẵn sàng trả chúng ta 950 và thiệt hại thêm mà. Dạ. Tại sao chúng ta phải rượt theo và bị người kia quay lại kiện? Hay quá, dạ vâng. 1 triệu đô. Dạ. No. Tôi luật sư quyền. No. Đó. Cho lấy đi. Đó là một trong những lý do tại sao luật sư Từ Huy Hoàng ở đây để gửi cho quý vị những cái advice như yes, vậy. No. Vâng. Và lý đó là cái câu tại sao tôi hỏi câu hỏi nãy, là tại vì cái câu hỏi nãy nói là người ta sợ là vô lấy rồi đi. Đúng. Tại vì bây giờ dưới cái số tiền cái luật mới là Proposition 47 của California từ 2014 là hễ mà lấy dưới 950 đồng $950 thì nó chỉ còn là misdemeanor, là tiểu hình không bị trục xuất. Dạ vâng. Cái thứ nhất, tiểu hình á ở tù nhiều nhất là 6 tháng. Dạ.
Và tiền phạt cao nhất là 1.000 đồng. Đó là tiểu hình. Dạ, đó vâng. Là PC 459.5. Dạ. Ok, thì cái trong cái trường hợp mà petty theft tiểu hình như vậy đó, thì thường thường á, cái cơ quan bắt đầu á, nếu mà cảnh sát bắt, thí dụ kêu cảnh sát vẫn bắt, nhưng mà họ bắt họ ghi cái ticket, xong rồi họ kêu đi đi tại vì cái tội nhẹ. À, và họ cũng chả cần phải điều tra sang. Nhưng mà làm sao người ta biết được là cái đó dưới 950 đồng thưa luật sư, phải không? Thì nghĩa là cái người kia phải chứng minh cái giá. Cái người phải chứng minh cái giá để cho cái người cảnh sát họ determine đúng. Là cái đó dưới 950 đồng hay trên 950 đồng để đảo có đi detail hay không. Vô Macy lấy 5 cái quần jean. Dạ. Mà quần jean nào cũng chỉ giá 500 trở lên thì cái đó là chắc chắn là trên 950 đồng đúng không? Dạ vâng. Mà giờ vô lấy ví dụ như là không phải Macy mà ví dụ như Mom and Pop Store đi thì mày không biết được. Mom and Pop Store thì 50 dạ. Cộng trừ nhân chia nó dưới 950 thì là nó vẫn là misdemeanor. Dạ vâng. Thì nếu khi chúng ta nói là cái đó phần đó là phần buộc tội thì cảnh sát họ vẫn tới, họ vẫn ghi biên bản, vẫn giữ đó, xong rồi thường họ cho ticket thì dài đi. Yeah. Thì mình là cái người chủ mà bị mất đồ á, mình có quyền đòi cái tiền phạt. Nó kêu bằng civil penalty. Yeah, vâng. Mình có quyền viết một cái tiền đó, phải trả số tiền này là mất bao nhiêu gì đó. Yeah. Thì cái người kia phải trả cái civil penalty. Số tiền đó. Nếu không thì là mình lại đút cái bill đó vô cho bên công tố viên. Lúc mà họ buộc tội á. Nói thiếu. Nhưng số mà tiền này. Nghĩa là mình vẫn phải đi qua cái small claim hả luật sư? No. Hay là như thế nó nào? Vẫn là một cái hình sự. Yeah. Nó là một cái case hình sự xử ngoài tòa. Yeah. Nhưng mà cái tội rất là nhẹ là petty theft. Dạ vâng. Và petty theft thì thường thường công tố viên rồi tất cả tòa án họ để ý nhiều hơn những cái tội như là felony là đại hình thì điều tra cần phải nhiều. Còn này họ nói này mới lấy cái này cái số tiền nhiêu đây thì nó thực ra nó về đâu đi tra gì đúng không? Đó. Dạ. Như vậy mình đi theo cái next step đó là nếu mà trên 950 đô la nó là felony là bắt liền. Và bắt liền là cảnh sát bắt liền. Cảnh sát bắt liền chứ. Theo cái proposition 47 của California là nó chỉ giảm cái con số xuống thôi. Dạ vâng. Là dưới 900 nó cao đường số cao lên nữa, 950 đồng. Dạ. Hồi xưa là trên 400 hay 500 gì đó. Dạ. Rồi trên dưới 950 đồng là petty theft. Dạ vâng. Mà trên á là felony. Dạ. Mà felony là lúc đó bắt đầu cảnh sát điều tra và nó đòi hỏi nhiều hơn. Dạ. Còn vâng. Dưới cái đó thiệt ra nó cho cái ticket citation. Rồi đây đó là một trong những nguyên nhân mà rất là nhiều người trong chúng ta cứ nghĩ là dưới 950 thì không có chuyện gì, cứ quá cao. Nhưng thật sự ra nó cũng có cái report của cảnh sát. Nó bị tất và cả. nếu mình go forward với lại cái claim đó thì mình vẫn có thể lấy tiền lại được, hoặc là mình người đó vẫn có thể bị bắt hoặc đi tù 6 tháng. Không, nếu mà ra trước mùi thẩm quyền mà xử đó, mà thua đó thì mới 6 tháng. Dạ dạ. Và phần đông họ nhận cái deal đó khoảng nhiều khi không có tù, thế thì tết thường thường ít khi nào bị tù. Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng, rất là good để mà chúng ta biết được cái việc đó. Còn những cái người chủ của những cơ sở thương mại thì chắc cũng không có nên stop họ anyway. Cho nên là Vâng. Ví dụ vậy là stop họ rồi mấy anh này cũng hơi trẻ mà bự con, nó đánh một cái rồi cái người nhân viên của mình nó quay ngược lại nó bị bệnh này kia bị thương tích. Dạ. Thì nó phải đòi thương tích ở đâu? Thì ở đâu? Tại vì đâu có đòi mấy người này được, đúng dạ, không? Vâng. Phải đòi dạ. lại chủ rồi. Dạ. Dạ vâng, đó là cái một chút xíu về những cái vấn đề mà đang xảy ra xung quanh của chúng ta. Bây giờ thì thưa quý vị, Hành Lê sẽ hỏi tới luật sư Từ Hiếu Hoàng. Một cái điều là trong cái, bởi vì Hành Lê biết rằng luật sư Từ Hoàng cũng take care rất là nhiều những cái vụ kiện về real estate, phải không ạ? Dạ. Thì rất là nhiều người trong chúng ta cũng muốn biết rằng là khi mà họ có một cái căn nhà đầu tiên là cái căn nhà để ở rồi thì không có vấn đề gì hết. Nhưng khi mình mua một cái căn nhà thứ hai thì cái căn nhà thứ hai đó thường đó, người ta sẽ nghe đâu đó rằng một người nào đó sẽ advise là nên form một cái LLC, một cái corporation hay như thế nào đó để bỏ cái property đó vào trong cái LLC đó. Thì đối với luật sư thì cái việc mà mình bỏ vào một trong cái LLC đó nó có giúp mình trong cái việc legal nếu lỡ cái chuyện gì xảy ra với những người chủ hay không, thưa luật sư? Vâng, thường thường khi mà chúng ta lập LLC như corporation đó là vấn đề personal liability. Nghĩa là cái trách nhiệm riêng của cái đời sống chúng ta, nó không dính vào cái công việc và đầu tư. Yeah.
thì cũng giống như là một cái người mở một cái công ty. Tại sao họ không mở là tôi là ông A, tôi mở công ty đó, mở cái business đó là cái bằng DBA, Doing Business Earth, mà họ lập một cái LLC hoặc là corporation. Tại vì cái đó là một cái legal entity, nó riêng biệt của hơn của với chúng ta. Nó thì separate cái liability của personal và của cái company đó. Và company đó. Thì thí dụ như một cái người vào công ty đó tự nhiên té cái đùng cái gãy chân. Tôi nói ví dụ như một cái chợ đi. Nếu mà cái chợ đó là ông A đun mở cái chợ đó thì ông A bị trách nhiệm. Nhưng nếu ông A mở cái công ty để mở cái chợ đó, thì là hiện giờ đó là cái công ty đó chịu trách nhiệm. Thì thí dụ ông A ở ngoài đời ông có 100 triệu đô la. Nhưng mà công ty này ông đầu tư vô có 500 ngàn. Thì cái liability của cái chợ này á, nó chỉ có 500 ngàn thôi. Chứ nó không có được đụng vô cái 100 triệu của ông. Cái đó là lý do mà nó xếp ra. Cộng thêm nữa thì chúng ta mua bảo hiểm cho công ty đó, thì cái bảo hiểm nó sẽ đền cho vấn đề đó. Bởi vậy chuyện đó xảy ra rất là nhiều. Những người té trong siêu thị, rồi té ngoài parking lot, rồi gãy chân gãy giò đều chúng ta đều thấy. Nhưng khi mà kiện á, thì chúng ta chỉ kiện cái LLC thôi, chứ chúng ta không có kiện cái người chủ. Nghĩa là người ta không có quyền kiện cái người chủ của cái company đó. Nghĩa là ý Hà Lê nói là trong những cái trường hợp, một số những cái trường hợp mà họ vẫn muốn kiện cái personal, cái người đó, thì họ có cái legal right để làm chuyện đó không, thưa luật sư? Nhiều người kiện lắm. Ví dụ như là bây giờ Microsoft, chúng ta kiện công ty Microsoft, nhưng mà chúng ta đề tên ông Bill Gates vô luôn cũng được. Nhưng khi chúng ta ra tòa, chúng ta sẽ không thắng. Tại vì nó có tòa đã nhận ra rồi. Tại Bill Gates ngồi đâu biết khỉ gì đâu. Thì vì cái Microsoft nó là một cái corporation, thì tất cả những trách nhiệm liability chỉ nằm trong Microsoft thôi. Chúng nói ví dụ như là Elon Musk, xe Tesla nó nổ đùng đùng có lúc này kia, phải không? Bị những cái vấn đề issue. Nhưng ngược lại họ chỉ được quyền complain Tesla thôi, họ không được quyền complain ông Elon Musk. Đó là lý do tại sao thì chúng ta nên mở cái LLC. Thì Hạnh Lê có những cái người mà Hạnh Lê có gặp đó, thưa luật sư, thì như thế này. Có những người họ, ví dụ đi, một cái tiệm nail, một cái tiệm nail họ làm cái business với ABC Nail đi. Thì cái người chủ tên là ông John đi, ông John gì đó đi. Thì khi mà Hạnh Lê biết rằng là khi mà một cái người nào đó họ vô trong đó họ té, thì họ kiện luôn cái người, cái personal, cái người đó, và kiện luôn cái tiệm nail đó. Như vậy thì cái người chủ của cái tiệm nail này họ sợ là nó sẽ đụng vào cái personal của người đó. Thì làm thế nào để cho một cái người luật sư họ có thể tách hai cái phần đó ra và họ có thể dispute được cái phần đó không, thưa luật sư? Thì cái đầu tiên á, khi mà nhận cái đơn kiện vậy đó, rất là nhiều người rất là sợ. Nghĩa là đúng. Cái khung cảnh đó tôi thấy rồi. Nhiều lắm thưa luật sư. Tại vì vô kiện cái kiện luôn chủ luôn. Nhưng mà thiệt ra cái người chủ không được trách nhiệm. Trừ khi nó kêu bằng intent, gross negligence. Nghĩa là cái người chủ đó, ví dụ như chủ một cái shopping. Họ là chủ, họ lập ra công ty LLC. Nhưng mà hàng ngày họ đều xuống nói chuyện với lại tenant. Rồi họ hăm dọa này kia, rồi họ đưa ra những cái chính sách mà nó có vẻ hơi personal. Có vẻ như tôi ghét anh, tôi sẽ vậy á. Thì cái đó nó trở thành intent. Và nó trở thành cái personal. Thì khi đó chúng ta kiện cái LC và kiện cái người đó, tại vì intentional conduct. Còn bây giờ cái người kia Nhưng mà cái vấn đề mà mình có thể prove được là cái người chủ đó họ intentional guiding, mà nói nôm na là mình hướng dẫn hoặc là mình có cái sự involve trong đó, thì làm sao mà người ta có thể chứng minh được cái điều đó để mà sue cái người chủ đó? Nó document thì bằng cách email. Chúng ta nên tag nó, email nói chuyện để show ấy, hai bên communication sao. Hoặc là thư chúng ta gửi, họ respond sao, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu mà tất cả đều verbal hết thì sẽ rất là khó để chứng minh, đúng không? Nó trở thành he said, you said. Rồi tên ai? I said that, he said that. Không biết tên ai hết. Bởi vậy khi mà có cái chuyện đó thì chúng ta
thì cái hai bên phải đót cho mình đó. Dạ vâng. Đót cho mình nó là bằng cách liên lạc, nói chuyện thì mới lúc đó mới còn có bằng chứng chứ. Dạ vâng. Chứ còn nói miệng xong cái ok nhìn nhau không làm gì hết thì đó. Dạ, thì vâng. Cái chính là cái personal liability chỉ có một cách đó là có cái intent thì mới cộng vô được. Dạ. Còn phần đông vô cái chúng tôi gạt ra bằng cái demurrer. Dạ. Cái nhất là demurrer hoặc là cái motion dismiss là văng ra hết. Dạ vâng. Yeah. Dạ vâng, rất là hay thưa quý vị. Hà Ly có rất là nhiều những cái câu hỏi mà trong suốt bao nhiêu năm qua thì có nhiều khi nó không có liên quan tới mình, nhiều khi là mình sẽ không hỏi tới, nhưng mà Hà Ly tin chắc rằng là rất là nhiều những quý vị ở ngoài đó có rất là nhiều những cái trường hợp mà rất là cần cái sự giúp đỡ của luật sư. Thành thử ra là những quý vị nào mà có bất cứ những cái câu hỏi nào thì quý vị nhớ là gọi cho tổ hợp luật sư Từ Huy Hoàng. Chút xíu Hà Ly sẽ bỏ cái số điện thoại của luật sư Từ Huy Hoàng lên để cho quý vị có thể hỏi luật sư. Trong cái chương trình này ngày hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi thời gian thì rất là giới hạn. Tuy nhiên, quý vị nào theo dõi chương trình trên VCOW TV thì quý vị nhớ nha, là mỗi chiều thứ tư thì quý vị nhớ đón xem chương trình này từ 5 giờ cho tới 6 giờ. Trong khoảng thời gian từ 5 giờ cho tới 6 giờ, lý do Lê nói là có nhiều khi Hành Lê sẽ bị trễ hay là luật sư sẽ bị trễ một chút xíu. Cho nên là mình sẽ có trong cái khung giờ từ 5 giờ tới 6 giờ. Quý vị nhớ đón nghe và nói xem. Dạ vâng, đúng rồi. Thì luật sư sẽ rất là bận thưa quý vị. Cho nên là đến tới một cái chương trình show mà làm live thì cũng phải nói là rất là khó chứ không phải là đơn giản. Thành thử ra quý vị nào muốn có những cái câu hỏi mà đặt đến luật sư Từ Huy Hoàng vào những ngày, mỗi cái thứ tư từ 5 giờ tới 6 giờ thì quý vị viết cái số điện thoại của đài xuống. Còn đó là 714-486-4348, 714-486-4348. Còn ngoài giờ thì quý vị sẽ gọi thẳng cho luật sư Từ Huy Hoàng một chút. Một cái để mà address cái vấn đề tại sao cái mua nhà có nên LLC không á. Dạ vâng. Thì có nhiều người á, họ mua, họ cho mướn Airbnb hoặc là họ cho mướn. Tuy nhiên nếu mà vẫn còn tên của họ đó, ví dụ như người mướn ở trong đó hoặc là bạn bè của cái người mướn tới đó cái té trong cái hồ tắm hay cái bị gì chúng từng thấy rồi. Dạ vâng. Nó quay lại kiện ngược chủ trong khi chủ chả biết gì hết. Dạ. Thì khi mà cái LLC á, nó trở thành một cái different entity. Dạ. Thì sao thì nó cũng nằm trong cái phạm vi mà kiện bị kiện cái LLC này thôi. Dạ vâng. Đó, vậy dạ. Và nghĩa là luật sư nãy có nói là vẫn đá ra được đó thưa quý vị. Dạ. Cho nên vẫn là đá được. Dạ. Không tự nhiên là. Dạ, vâng. Tại vì chúng tôi đã làm quá nhiều những cái lo suốt, đã giải quyết quá nhiều rồi. Dạ. Thì đối với tôi nhìn thấy được cái con đường nó chạy làm sao. Dạ. Mình sẽ đưa vô một cái strategy gì để nó ra. Nhưng mà không phải là dễ vậy, mình phải hiểu nó và nó cũng khá phức tạp để mà mình kéo nó ra. Nhưng mà dạ, vì mình đã làm có, nhiều rồi nên mình biết đường nó có chạy có cái kinh nghiệm về những dạ, cái vấn đề đó. Dạ thưa vâng, và Lê và luật sư Từ Huy Hoàng sẽ take một chút xíu break và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.